Đó, 2 đến 10 giờ sử dụng một cái con loa karaoke bao ok luôn, mà giá tốt, đi co được, làm loa vi tính được, làm này làm kia được, làm gì thì làm. Đó, nhưng mà hát karaoke vẫn là niềm đam mê ha anh chị. Đó, lấy con loa ra. Đó, bỏ cái hộp xuống. Đó, giờ để em lấy ra ha. Đó, một con loa thì phụ kiện của nó đơn giản thôi, một cộng dây sạc với cộng dây AUX 3.5. Mình muốn kết nối máy tính, kết nối TV, kết nối bỏ qua bên đi, mấy đó không quan trọng anh chị. Đó, micro này là micro pin sạc luôn, cho nên là mình cứ yên tâm và sử dụng. Đó, sử dụng xong sạc lại. Đó, thì lâu lắm rồi không lên những cái mẫu này cho anh chị cùng coi, chứ chứ không phải là em ngưng đâu ha. Đó, một cái mẫu loa như vậy, trời ơi len kèn đẹp quá đẹp. Đó, nó có reverb hay gì nè. Đó, mic bass đồ này kia, đâu on off nè, bật lên. Hello. Hello. Trời, rất là tinh tế ha. Tinh tế hơn nhiều con loa khác ha. Chứ không phải mở lên là nói một lưng một la, hai file đồ không đâu ha. Người ta hello đàng hoàng á. Rồi. Đó, micro nè anh chị. Cầm cũng rất là chắc tay, và cộng thêm là micro này, micro pin sạc ha. Hai cây micro. Đó. Hát karaoke xong ca được luôn. Một con loa đơn giản vậy thôi. Hết pin là sạc lại ha anh chị. Đó. Đó, để đây đi. Cho chị cùng coi, thì trên micro mình có thể chỉnh được volume nè. Effect nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, chị nghe thấy hát im không? Chỉnh được chép, tên chép, bass nè. Đó, rất là ok. Bao năm được ra tò, con người hành trang lại tháng sống không khó. Đó, rất là êm luôn ha anh chị. Một con lo hát chữa cháy như thế này, sách đi du lịch, đi chơi là thoải mái luôn nè. Đó, một con lo như vậy quá ok ha. Và con này là hả anh chị, nhắc vào giỏ hàng giúp em ha. Con này chơi Bluetooth đánh nhạc cũng căng lắm đó, nhắc vào giỏ hàng giúp em ha. Nhanh tay, còn vài con thôi. Xin chào.